Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay lượn lượn trên mấy cái group đồ này nọ, Facebook đồ này nọ thì thấy được con game cũng có xu web cho anh em trải nghiệm luôn nha. Một con game Elora mà hình như là theo phiên bản mới hay gì á, để coi coi. Ok, bản này không phải bản 4 tỷ. Ok ok, rồi đó, thuộc thể loại gì đây? Chưa thấy gì trong này hết, để coi bản này là bản mới hay bản cũ. Bản có gì mà hồi nãy đập sơ qua là có thông tin rồi đó. Ok, bản này là bản thiên đạo lưu. Bản này là bản lữ bố các bạn ơi. Bản này là bản lữ bố nha. Ok ok, bản lữ bố mà Naruto. Ok, vậy là bản này nó sẽ có con bên này đúng không ta? Không phải, bên hệ hỏa hả? Đây mã hồng tấn Itachi. Ok, bản này là sự kết hợp giữa Naruto, Hải Thần Đường Tam nè, đó Triệu Tử Long, Naruto và Đấu La Đại Lục, cũng như là cái gì Elora đồ ha, kết hợp ha. Ok man ơi, rồi đến với thông tin server cái nha. Đây Legend AFK, Elora và Naruto khai mở máy chủ S1 17 giờ ngày 2 tháng 3. Cập nhật full tướng mới, nhóm Zalo, rồi fanpage, tải game tại link nè ha, Elo chấm gì ta đây nè đó. Rồi nạp thẻ, rồi tỷ lệ nạp siêu hot 100.000 bằng 15 triệu xu web. Nhận ngay 5 triệu xu web khi tạo tài khoản. Đây code nè ha. Rồi đua top lực chiến, top 1 100 triệu xu web. Đua top donate 7 ngày. Top 1 2 set trang bị VIP 999 sao. 2 set chiến kỹ VIP 999 sao. 2 set thần trang 999 sao. Event long tin like share chia sẻ nè, nhận được 5 triệu, vậy là tổng là chúng ta sẽ có 10 triệu nha các bạn ơi. Vì bài viết tương tác 500 được 1 set 30 sao, 2 triệu xu web tất cả nè ha. Cao nhất là 2.000 tương tác 1 set 60 sao. 10 triệu xu web tất cả. Ok ok, hotline Zalo đồ nè, đó Elora Naruto đồ các bạn ơi. Đây tôi có 5 triệu nè ha. Ok đó, F5 lại là 5 triệu luôn. Rồi bây giờ đi quan từ từ, hình như là mình phải dùng một ải nữa. Ok rồi đó, rồi bây giờ ra nhập code nữa. Ok ok, Legend thêm 1 2 3 4 vào thôi các bạn ơi. Ok 2 ok 3 rồi, ok 4 đó, new server. Ok new server đúng không? Đúng rồi, 1 2 3 4 6 cái code. Đây nhận quà nè ha, nó thần hội đồ này nọ tùm lum hết, rương rồi, ôi skin đồ ha. Đây rương thần đó, rương thần ngự ở trên tường. Ok tất nhiên rồi bạn, tất nhiên là chúng ta sẽ ơi, mà tính ra game này mới, trong này đâu có ông top nào đâu. Ôi chắc đang open test hay gì nè. Ôi chuyển sang game Naruto rồi. Đây Long Hồn Triệu Vân. Ok rồi nè, người ta đi Triệu Vân nè, với lại Hiên Đạo Lưu thôi hả. Triệu Vân, ôi bên này đi
gì Lữ Bố nè, là con này đó. Nhưng mình thích trải nghiệm Lữ Bố nè. Đúng rồi, Lữ Bố đó, đi kiếm Lữ Bố. Ok, Lữ Bố, ok. Ôi, nhận 100 con Lữ Bố. Thầy ám có La Sát bị đông hả? Có nên lụm giờ không? Ê, Ngộ Không nè, lâu lắm rồi, không có đi chơi Ngộ Không. Ok, Ngộ Không nha. Rồi đây, Ngộ Không. Nhìn thấy là nó không có ngộ. Ok. Quá đã. Trời ơi, vô là game là đúng chất mì ăn liền luôn. Đổ nước sôi nhập code cái là chơi liền luôn. Quá trời. Ngon. 16 sao gọi là 12 sao rồi, nhanh quá. Rồi đây Lữ Bố. Chút bên kia cái mình chọn luôn con Triệu Vân luôn. Trời ơi, cứ nâng lên nữa. Đó, ok nè ha. Rồi lụm luôn nè. Đó. Để coi 100 con thì mình sẽ nâng được chia cho là 20, vậy là được 19 sao các bạn ơi. Tầm đâu đó 19 sao á. Ủa, hết gì à? Hết đá tăng bậc, thuốc tăng bậc rồi. Đi ra ngoài cửa hàng. Ôi, ngoài này bán rương tướng nè các bạn ơi. Thuốc tăng bậc luôn nè, đâu rồi? Ủa. Thiên kết đồ này nè. Ôi, không có thuốc tăng bậc ở đây. Vô đây coi có không. Thuốc này thuốc gì đây? Rương vàng. Bét rồi, vậy là thuốc tăng bậc ở chắc ở trong này rồi. Cửa hàng. Đây. Đây thuốc tăng bậc nè ha. 100.000 là bằng 2 triệu. Vậy thì thôi mình mua 1 triệu một cái gì 100 bình đi. Mua 10 bình đi. 10 bình là nó sẽ được ok, mua thành công. Đó, được 2 triệu. 2 triệu 20 triệu gì đó. Rồi, giờ là nâng tiếp thôi. Trời ơi. Ai có thể làm khó được nào. Đó, lụm tiếp. Ok ha, lụm nữa. Ok luôn. Rồi, cái này hết. Cái này thì trong shop thấy có bán. Đây, ok. Ok, 20.000 hay bao nhiêu đó. Lại tiếp tục cuộc hành trình. Ok, 20 sao rồi vẫn còn hả ta. Ui, như là nâng lên được 29 hả? 39 sao gì đó tới. Đúng không? Em nghĩ là thế. Rồi, hết mẹ nó rồi. 24, 25 sao. Ok. Rồi, quá cho con Ngộ Không lên luôn. Trời ơi. Nhiều mà bao. Trời ơi. Vô là mỗi thứ có 100 con nâng lên 25 sao hết. Trời ơi, khỏe re. Vô tư. Ok. Đó. Em mới 18 à, còn 7 lần nữa. Lên luôn đi chứ. Ở dưới này làm gì? Ôi, nó không đủ đá nâng rồi nè. Rồi nó không đủ rồi, 12. Con này không có. Vậy chúng ta đi nạp thêm kim cương vào đi ha. Đúng rồi ta, tích nạp. Ở đây có tích nạp nữa nè. Ok. Tháng cửa hàng nạp. Đây đổi kim cương. Đây. Đổi kim cương. Ok. Ôi, 1 triệu là bằng 1 tỷ. Ôi, ngon. 1 triệu là bằng 1 tỷ. Ôi, 1 tỷ vào đây thì tha hồ mà quẩy luôn. Ok. Ngon lành. Quá ngon lành. Nào, đó. Ơi mà bản này hình như là bản không có skin thì phải á. Nhớ không nhầm là vậy. Ok. Đó, cứ vậy mình nâng nó lên thôi chứ cần gì nữa đâu. Không cần gì nhiều. Đấy. Ok. Đó. Đó rồi. Đây. Ôi. 1.400 level. Đó.
á. Ủa gì vậy? À, thiếu vàng đồ hả? Thiếu A-ship. Ôi, A-ship thì đây. Ôi, nhiều vậy ta? 4.000 mấy. 3.600. 3.900. 4.200. Ok. Có sẵn thì mình lấy luôn vàng đi. 4.200 luôn. Đây. Ok. Đó, nó vẫn là 4.200 kìa ha. Đó. Ơ nhưng mày, cái này nó có nâng bằng rương không ta? Đó là nó nâng bằng cái này không? Ôi, ơ à, hên quá nó có nâng bằng rương mấy ông ơi. Ôi. Đỡ được rất nhiều luôn. Ok. Rồi tiếp luôn. À. Ồ. À à. Ok, chịu khó nâng lên. Rồi đi vô lấy trang bị rồi là quẩy thôi. Anh em xuyên thì nâng hết 5 con 5 hệ. Chừng nào có kinh phí có điều kiện hơn thì mình nâng một hệ mà 5 con. Đó, lụm tiền liền. Ôi nhưng mà nó đủ lên 1.000 ta chắc không quá. Rồi không rồi không rồi. Ok biết ngay mà. Ok. Rồi vàng. Vàng thì tầm đâu đó bao nhiêu đây là đẹp. Nào. Đó. Rồi nâng bằng ủa. Ôi thiếu cây bình à. Thiếu vàng. Đậu xanh đó. Trong này có bán vàng không? Rồi ở đây không có bán vàng. Ở đây có bán vàng không? À ở đây bán vàng bằng kim cương nè. À 10 triệu. Ok. Ôi 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 bậy. Ôi men 10 cái thôi. 100 triệu. Như ok. Ủa sao mua trong đó không được ta? Đây. À nó không cho chọn số lượng các bạn ơi. Ok. Ủa? À 1 tỷ hả? Ôi 1 tỷ. Ôi à. Vậy tính ra mua ngoài này ngon hơn chứ đúng không? 1 triệu. À, rương. Rồi này A tiếp này vàng. Đúng rồi. Mua ngoài này 2.000. Trong này 1.000. Trời ơi. Mua ở ngoài ngon hơn nha mấy ông ơi. Nào nào nè đây. Lấy xu mình mua đồ ngoài xu bếp cho nó có giá trị sử dụng nha. Ôi ngoài này nay có bán thẻ skin nè các bạn. À. Ủa. Mà thẻ skin loại 1, loại 2, loại 3 là sao ta? Để làm thử cái demo coi. Ok. Right, link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về nha các bạn ơi. Đó, game có bán skin rồi cho tới 10 triệu xu web ha. Anh em tha hồ tải về mà quẩy ha. Nào, loại 1. À. Oh. Wow, skin loại 1 đi ơi. Ui. Ok đấy. Nào vậy mình làm thử loại 2, loại 3 coi. Rồi, đây. Loại 2, loại 3, loại 4 đi. Mình làm thử cái loại 4 coi. Mua 10 thẻ. Trời ơi à, game có điều kiện mà. Ok. Ủa, ủa, một cái 1 triệu hả? Không, một cái 500. Vậy mua 5 cái, 2 triệu rưỡi. Ủa giờ mình hết tiền rồi hả? Một hồi mà sao cái skin này nó mắc vậy ta? Chắc skin này của tướng mới quá. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Ủa đâu skin này tướng cũ luôn rồi chứ mấy con tướng mới hả? À? Ờ à, không skin này tướng cũ rồi. Trời ơi. Ok thôi chúng ta được quan tâm tới skin nữa.
Ôi, anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Link heo sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đó, nâng lên và đi quẩy thôi. Đó, trang bị đâu rồi? Nè, trang bị 60 luôn. Đó, làm một bộ 60 luôn. Đó, mặc vô xong là đi lụm liền. Đây, làm luôn một bộ 60 cho anh em luôn nè ha. Ok. Tới cái này. Rồi tới cái này. Rồi cái này nữa. Ok. Lấy cho con nào đây? Mặt nhanh nè ha. Ok, có hai viên đá lụm luôn nè ha. Rồi phải bỏ nó vô đội hình đã. Ok. Rồi bỏ nó qua. Đó, giờ là vô đấu trường là lụm ơi. Ok ok. Trời ơi, ôi. Đó, buồn. Đây, anh này luôn hả? Lụm luôn. Mẹ ngùng gì? Búp Kiên à. Ôi. Búp Kiên à. Ôi, Búp Kiên à. Ngủ không kìa. Ồ. Giờ chơi với Quang Vũ à. Wow, Quang Vũ có Kiên các bạn ơi. Có Kiên. Lụm liền. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.